học viên Học viện Ruby Academy. Thay mặt tập thể lãnh đạo Học viện Ruby Academy xin được gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất tới quý vị học viên và các anh chị em học viên suốt trong những năm qua đã đồng hành cùng học viện để học viện hoàn thành sứ mệnh phát triển tài năng định hướng tương lai cho các em học sinh có một sân chơi bổ ích, rèn luyện về thể chất, về thẩm mỹ, về nghệ thuật. Về tương lai thì học viện cũng sẽ xin hứa với tất cả các phụ huynh, các chị học viên là sẽ luôn nâng cấp về cơ sở vật chất và đặc biệt là đội ngũ giáo viên của học viện sẽ chất lượng và đem đến cho các con em của chúng ta một môi trường rèn luyện về thể chất rất là tích cực. Cuối cùng thì cho phép tôi được đại diện học viện xin chúc đại gia đình của Ruby